Angela Phương Trinh vừa nhận lời cầu hôn của Cao Thái Sơn, Nathan Lee lập tức có động thái cực gắt. Nathan Lee cũng từng có thời gian gặp gỡ Angela Phương Trinh. Mới đây, trên trang cá nhân Cao Thái Sơn đã đăng tải một đoạn clip cầu hôn Angela Phương Trinh. Dù không biết là đùa hay thật, thế nhưng cuối cùng cô nàng đã đồng ý trong tiếng reo hò từ những người xung quanh. Thậm chí, nữ diễn viên cũng úp mở về kế hoạch sinh con cho Cao Thái Sơn. Bên cạnh sự bất ngờ từ netizen thì mới đây, Nathan Lee cũng có màn phản ứng cực gắt. Cụ thể, Nathan Lee đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Angela Phương Trinh kèm caption "Cẩn thận đừng chọc anh". Chia sẻ của Nathan Lee nhanh chóng được dân mạng bàn tán vì quá thẳng quá nét. Trước đó dưới bài đăng cầu hôn, Angela Phương Trinh cũng để lại một bình luận với nội dung "Anh hãy nhớ rằng người em yêu chỉ anh" cùng hashtag Dư Thung Quang. Phải chăng cả hai đang có ý định làm ra một phiên bản mới cho ca khúc Yêu Thương quay về sau khi bị Nathan Lee mua độc quyền cách đây không lâu? Trước đó, Nathan Lee đã thâu tóm bản quyền Yêu Thương quay về của Cao Thái Sơn cũng như tung MV chính thức cho ca khúc này vào ngày 31 tháng 7. Ngay sau đó, khi cư dân mạng lên YouTube gõ tìm kiếm MV Yêu Thương quay về của Cao Thái Sơn thì đã không tìm thấy được nữa. Tuy nhiên gần đây, MV đã được hồi sinh trên kênh YouTube của Cao Thái Sơn. Nathan Lee được biết đến là nam ca sĩ thích va chạm bậc nhất V-pop. Từ thương vụ mua bán bản quyền các ca khúc của Cao Thái Sơn, anh không ngần ngại công kích giọng ca Con Đường Mưa trên nhiều mặt trận.